mốc son đánh dấu năng lực chiến đấu và sự phát triển vượt bậc của ngành kỹ thuật hàng không Việt Nam khi Việt Nam nâng cấp tự sửa chữa hàng loạt chiến đấu cơ, trong đó có cả tiêm kích Su-30 MK2. Trong khi đó, chiến sự ở Israel tấn công Syria thất bại, lực lượng phòng vệ Israel đã cáo buộc phía Nga sử dụng hệ thống S-400 Triumph để tấn công máy bay và tên lửa của Israel mới dẫn đến kết cục này. Về phía Trung Quốc, để tăng năng lực quốc phòng, Trung Quốc đã thử tên lửa có thể vô hiệu hóa hệ thống liên lạc của đối phương. Giới quan sát quân sự cho rằng, tên lửa này không chỉ nhằm vào Đài Loan mà có thể sử dụng nếu xảy ra kịch bản xung đột giữa Trung Quốc với Mỹ hoặc Nhật Bản. Trong quan hệ ngoại giao ba nước Nhật, Hàn, Triều Tiên để đàm phán giải quyết ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Hàn đi đến thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên, dự kiến cuộc gặp mặt ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Việt Nam tự sửa chữa tiêm kích Su-30. Nhà máy A-32 đã có bước phát triển đột phá khi sửa chữa và nâng cấp hàng loạt chiến đấu cơ, trong đó có cả tiêm kích Su-30 MK2. Nhà máy A-32 thuộc quân chủng PKKQ đã sửa chữa và bay thử thành công hàng loạt các máy bay phản lực chiến đấu MiG-21, Su-22, Su-27 UBK. Cuối năm 2020, nhà máy tiếp nhận chiếc máy bay Su-30 MK2 đầu tiên vào sửa chữa. Ngoài ra, nhà máy còn sửa chữa hàng chục nghìn phụ tùng thiết bị lẻ cho các đơn vị, sản xuất hàng trăm nghìn chi tiết vật tư kỹ thuật hàng không. Bên cạnh đó, còn sửa chữa các loại xe máy đặc chủng, tham gia sửa chữa các loại khí tài của các đơn vị phòng không, hải quân. Gần đây, Trung tâm Công nghệ cao đi vào hoạt động đã đánh dấu bước tiến vượt bậc của đơn vị. Từ đây, nhà máy A-32 có thể nâng cao năng lực sửa chữa ra tầm cỡ khu vực và quốc tế. Theo nguồn tin, trong thời gian qua, nhà máy A-32 đã sửa chữa, đưa vào bay thử thành công 30 máy bay các loại, bảo đảm tốt các chỉ số kỹ thuật và bàn giao cho các đơn vị. Nhà máy còn thay 4 form thùng dầu và sửa chữa tăng cường hệ thống nhiên liệu máy bay Su-30 MK2, sản xuất 188 ống dẫn nhiên liệu, ống khí cao cấp đặc chủng, bộ đèn phòng không khí tài đặc chủng xe TZM. Ngoài ra, A-32 còn sửa chữa, thay thế các bộ phận, linh kiện cho các đơn vị phòng không, sửa chữa hệ thống thủy lực điều khiển quay anten radar trên tàu, chế tạo và gia công cơ khí các linh kiện cho nhà máy X-51 và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sửa chữa kỹ thuật hàng không, nhà máy đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, phát huy trí tuệ tập thể, thiết kế hàng trăm bản vẽ cơ khí để gia công, chế tạo các linh kiện phụ tùng, vật tư kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa và sản xuất. Không chỉ có vậy, nhà máy còn biên soạn nhiều tài liệu, trong đó có những tài liệu song ngữ, đặc biệt là bộ quy trình công nghệ sửa chữa lớn, tăng niên hạn sử dụng máy bay Su-22 và Su-27. Thành công của Việt Nam đã khiến phía Nga ngạc nhiên. Trong bài viết mới đây với tiêu đề Su-27/30, Việt Nam sẽ tự sửa chữa ở trong nước. Tạp chí Quốc phòng VPK của Nga cho biết, Việt Nam đã tự sửa chữa và nâng cấp tiêm kích Su-27, Su-30 tại nhà máy mới ở Đà Nẵng. Theo đó, Việt Nam đang xây dựng năng lực cho bảo trì, sửa chữa cơ bản các tiêm kích Su-27 và Su-30 để thoát khỏi việc gửi máy bay ra nước ngoài. Để thực hiện chương trình này, gần đây Việt Nam đã đưa vào hoạt động nhà máy quốc phòng A-32 ở Đà Nẵng. Việc tự sửa chữa nâng cấp máy bay trong nước sẽ làm tăng đáng kể mức độ sẵn sàng hoạt động của máy bay chiến đấu, nguồn tin khẳng định. Theo VPK, để có được kết quả này, nhà máy A-32 đã cử hàng chục cán bộ đi huấn luyện tại nước ngoài. Hiện nay, nhà máy đã tự mình sửa chữa thành công các hỏng hóc của chiến đấu cơ hiện đại này. Mỗi phân xưởng sửa chữa một mảng kỹ thuật với trên 10.000 linh kiện khác nhau, đòi hỏi sự thận trọng, chính xác, tỉ mỉ hết sức nghiêm ngặt. Nga sử dụng S-400 tấn công máy bay chiến đấu của Israel ở Syria. Theo lực lượng phòng vệ Israel, việc Nga sử dụng S-400 đặt tại căn cứ không quân Khmer Min và gần Masyaf chính là lý do khiến cho cuộc tấn công của nước này bị thất bại. Lực lượng phòng vệ Israel cáo buộc phía Nga sử dụng hệ thống S-400 Triumph để tấn công máy bay và tên lửa. Các cáo buộc này được đưa ra sau vài giờ khi Israel cố gắng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Syria vào đầu tháng 9 nhưng không thể thành công. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc tấn công bị thất bại là do chính phía Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-400. Theo quân đội Israel, chính nhờ sự hỗ trợ từ hệ thống phòng không S-400 của Nga mà lực lượng phòng không Syria đã đạt được hiệu quả đánh chặn tối đa trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Israel khi sử dụng S-200 Divina. Lực lượng phòng vệ Israel cũng tuyên bố, trong cuộc tấn công đầu tháng 9, máy bay chiến đấu của nước này không xâm phạm không phận Syria mà chỉ thực hiện vụ phóng tên lửa từ khu vực đồi núi của nước láng giềng Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel cho rằng, với chiến lược tấn công như vậy, mạng lưới radar của Syria không thể theo dõi tên lửa từ bãi phóng của nó. Nhưng điều này hoàn toàn có thể làm được nếu có sự trợ giúp của tổ hợp phòng không S-400 được đặt tại các khu vực Taraz và Latakia, Syria. Chỉ với sự trợ giúp trên, các tổ hợp Panzer S và Buk M2E của quân đội chính phủ Syria mới có thể đánh chặn các tên lửa thông minh như Delilah.
sau khi chúng vừa được phóng đi. Lực lượng phòng vệ Israel nhận định trong một tuyên bố sau cuộc tấn công vài giờ. Đáng chú ý là hệ thống tên lửa phòng không Pantsir S và hệ thống tên lửa phòng không Buk M2E thực sự có thể tích hợp với tổ hợp S-400. Thế nhưng câu hỏi được đặt ra là S-200 của Syria đã tấn công máy bay chiến đấu của Israel như thế nào? Đây là câu hỏi không dễ để trả lời vào thời điểm này. Nhưng có một thực tế là Israel đã thất bại trong cuộc tấn công nhằm vào Syria và thậm chí có thông tin rằng máy bay nước này còn bị tên lửa của S-200 truy đuổi đến gần Tel Aviv. Các chuyên gia từ AVP cũng nhấn mạnh, trước đó phía Nga đã cảnh báo Israel rằng máy bay của lực lượng phòng vệ trước đó bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng rõ ràng, Syria dường như không vội vàng sử dụng hệ thống phòng không S-300 trong các cuộc tấn công của Israel. Trung Quốc thử tên lửa có thể vô hiệu hóa hệ thống liên lạc của đối phương. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, quân đội nước này gần đây đã thử nghiệm thành công hai tên lửa tầm ngắn được thiết kế để vô hiệu hóa hệ thống liên lạc của đối phương. Hai tên lửa bắn trúng mục tiêu trong một doanh trại của đối thủ được trang bị hệ thống phòng thủ đa tầng cách xa vài trăm km và đã làm tê liệt được các nút liên lạc quan trọng của đối phương. Nguồn tin nói rằng các tên lửa có thể vượt qua sự can thiệp điện từ trường phức tạp để phá hủy các cơ sở trong một chiến dịch phản ứng nhanh. Trong một động thái hiếm hoi, CCTV đăng tải một video ghi lại vụ phóng tên lửa diễn ra ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc. Video bao gồm hình ảnh phóng tên lửa từ một xe quân sự, cũng như các cuộc phỏng vấn với các sĩ quan quân đội. Những người nói rằng mục đích chế tạo tên lửa này là làm giảm thời gian và số người cần thiết cho một cuộc tấn công. Chuyên gia phân tích quân sự Anthony Wong Tong nhận định, tên lửa mới có thể biến thể của dòng tên lửa đạn đạo DF-15 như DF-15B hay DF-15C của Trung Quốc. Giới quan sát quân sự cho rằng tên lửa này không chỉ nhằm vào Đài Loan mà có thể sử dụng nếu xảy ra kịch bản xung đột giữa Trung Quốc với Mỹ hoặc Nhật Bản. Nhật Bản, Hàn Quốc thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên. Ngày 13 tháng 9, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành hội đàm ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản để thảo luận các biện pháp phối hợp nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên. Cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Nokio Duk và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi diễn ra trước thềm cuộc gặp ba bên của họ với đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ, ông Sung Kim. Tại cuộc hội đàm ngày 13 tháng 9, ông Nokio Duk và ông Takehiro Funakoshi được cho là đã thảo luận cách thức khuyến khích Triều Tiên quay trở lại đàm phán, thông qua viện trợ nhân đạo và những hình thức khích lệ khác, đồng thời giải quyết ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Trước khi tới Tokyo ngày 12 tháng 9, ông Nokio Duk đã ghi nhận tiến triển đáng kể trong các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington về các dự án hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết. Biển Đông, Việt Nam phản đối việc máy bay và tàu trinh sát Trung Quốc xuất hiện ở đá chữ thập. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc triển khai trái phép máy bay quân sự, tàu trinh sát đến đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa đều phi pháp và vô giá trị. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế hiện nay, Việt Nam đề nghị các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng nói. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Ảnh vệ tinh do hãng Masa cho thấy một tàu trinh sát thuộc lớp Type 815G của Trung Quốc hoạt động gần đảo nhân tạo nước này bồi đắp phi pháp trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong ảnh vệ tinh, một máy bay tuần thám Y-8Q và một máy bay cảnh báo sớm KZ-500 của Trung Quốc cũng đỗ trái phép tại đường băng trên đảo nhân tạo này. Cũng tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam kiên quyết phản đối dự án gắn thẻ tên mà chính quyền tỉnh Hải Nam Trung Quốc thực hiện đối với thực vật ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, mọi hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở vùng biển của mình đều không được công nhận, vô giá trị và Việt Nam kiên quyết phản đối. Quân chủng phòng không không quân Việt Nam đang nghiên cứu và sản xuất radar bắt mục tiêu tàng hình, loại được đánh giá là tối tân nhất. Theo những thông tin được công khai, tổ hợp radar RV-02 ra đời với sự chủ động hoàn toàn về công nghệ thiết kế, chế tạo, gia công ở tất cả các khâu, dựa trên nền tảng sản phẩm RV-01 hợp tác thiết kế cùng với Belarus. Những hạn chế của RV-01 đã được nghiên cứu và khắc phục cùng với những ứng dụng tiên tiến nhất trong công nghệ sản xuất radar. RV-02 đã đạt được nhiều bước đột phá về tính năng kỹ chiến thuật. Với việc Việt Nam chế tạo thành công radar RV-02 với mạng lưới radar hiện có, đặc biệt là RV-02, Việt Nam thừa sức khiến máy bay tàng hình lộ diện. Theo nguồn tin, hiện Việt Nam đã hoàn thành quá trình nội địa hóa hệ thống radar này.
Các hệ thống này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa, ít tiêu thụ điện năng, có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Radar có thể phát hiện được các mục tiêu như máy bay tàng hình, có thể phát hiện máy bay ném bom tàng hình B-2 ở khoảng cách 350 km. Trong môi trường nhiễu điện tử mạnh, radar có thể phát hiện mục tiêu là máy bay chiến đấu ở khoảng cách 255 km. Có thể nói rằng radar RV của Việt Nam có khả năng phát hiện các loại máy bay tàng hình tối tân nhất hiện nay từ khoảng cách lên tới 100 km, James nói. Trong khi đó, việc đưa VRS-2DM vào trang bị góp phần nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị, cảnh giới bầu trời, cảnh báo sớm cho các phân đội hỏa lực tên lửa. Ngoài ra, hệ thống radar này còn có thể cung cấp thông tin cho pháo phòng không chuyển cấp báo động sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu bay, kể cả mục tiêu bay thấp, bám địa hình. Được biết, hệ thống radar lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm Thành tựu Kinh tế Xã hội năm 2015, diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2015 tại Hà Nội. VRS-2DM là đài radar 2D cảnh giới bắc thấp, cơ động cao dùng để cảnh giới vùng trời quốc gia và cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không. VRS-2DM là đài radar cảnh giới tầm trung 6m2 tọa độ 2D, dùng để phát hiện các mục tiêu trên không trong vùng phủ sóng của đài và cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không.